Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của May. Ngày hôm nay á, thì tớ muốn kêu oan cho những bạn giống tớ, tức là có hơi xu hướng hướng ngoại một chút xíu, và lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy rằng là tràn đầy năng lượng, và lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy rằng là tớ có thể làm tất cả những thứ tớ muốn, và tớ có thể trở thành một nguồn truyền động lực, truyền cảm hứng đối với rất nhiều người, thậm chí có thể trở thành một lead team hoàn hảo, ví dụ vậy. Và hôm nay thì tớ muốn một chút trải lòng, và hy vọng là các bạn có thể xem đến hết cái này ha. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nha. Điều đầu tiên mà hôm nay tớ muốn chia sẻ với các bạn ý, đấy là tớ từng là một đứa nghiện làm các bài trắc nghiệm tính cách MBTI các kiểu trắc nghiệm nghề nghiệp này, rồi là trắc nghiệm đạo trái đạo phải các thứ vân vân mây, tức là tớ nghiện làm các cái bài trắc nghiệm kiểu như vậy, bởi vì tớ muốn biết rằng là tớ có những đặc trưng gì này, tớ là ai này, tớ muốn trở thành một người như thế nào này, và có khả năng rằng là tớ sẽ trở thành một người như thế nào. Và tớ cứ làm đi làm lại cho đến khi mà tớ đạt được một cái kết quả trắc nghiệm đúng theo ý muốn của tớ, chứ không phải là đúng với thực sự những cái thiếu sót mà tớ đang có. Cho nên thực sự mà nói, có một cái đoạn thời gian rất là dài là tớ thường xuyên nghiện làm đi làm lại tất cả những cái bài trắc nghiệm đấy, và hy vọng rằng là mình sẽ trở thành một người hướng ngoại, một người có khả năng lead team, một người có khả năng lãnh đạo, rồi một người có khả năng trình bày tất cả những ý mà mình muốn nói đến với tất cả mọi người theo một cách tốt nhất có thể. Và tớ bị nghiện cái việc rằng là phải vẽ ra cho mình một cái viễn cảnh thật hoàn hảo về bản thân mình, một cái phiên bản tốt nhất có thể của bản thân mình, để rồi từ đó thế nào nhỉ, vun đắp bản thân hay gì đó, hay là vẽ ra cho mình một cái ảo mộng như thế nào đấy về bản thân mình, ví dụ vậy. Thế thì sau một khoảng thời gian khá là dài làm YouTube, chia sẻ các góc nhìn với các bạn, thì tớ hôm nay muốn chính thức được trải lòng một chút, cũng như là muốn kêu oan một chút xíu rằng là những đứa hướng ngoại như tớ không hề hướng ngoại một tí nào. Tức là thực ra mà nói, bọn tớ có rất nhiều thiếu sót, và thậm chí là bọn tớ bị tự ti rất là nhiều, thậm chí là tự ti đến mức mà ngại thể hiện những cái điểm thiếu sót đấy ra đối với những người khác. Tớ đã từng làm một video clip trước đây về việc rằng là hướng nội với tự ti thì khác nhau như thế nào. Và thực sự mà nói, cái việc tự ti đối với các bạn hướng nội có vẻ như là dễ dàng hơn đối với các bạn hướng ngoại. Cái này tớ cũng không nói là các bạn hướng nội tức là ở đây tớ không muốn các bạn hiểu nhầm ý tớ. Thực sự mà nói, tớ không có muốn nói rằng là các bạn hướng nội thì có xu hướng tự ti hơn, hay là có xu hướng là dễ dàng thực hiện cái sự tự ti. Tớ không muốn nói ý như vậy, nhưng mà ý là có một phần các bạn hướng ngoại ấy, là các bạn ấy bị ngại thể hiện cái sự tự ti đấy ra ngoài, bởi vì các bạn ấy cũng tự một phần nào đấy đặt lên vai mình một cái áp lực rằng là thân mình khi là người hướng ngoại thì mình phải A, mình phải B, mình phải C, và cái việc mà mình thể hiện ra phải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin, ví dụ như vậy. Thế thì tớ muốn nói rằng là những bạn hướng ngoại có một cái góc yếu đuối nào đấy ở trong lòng các bạn ý. Tớ cũng có, bản thân tớ cũng thế thôi, tớ có một góc tự ti, có một góc yếu đuối, thậm chí nhiều lúc áp lực, thậm chí nhiều lúc thấy bản thân mình thực sự là thất bại, và bản thân mình thực sự là làm trò hề cho tất cả những người khác vì những cái mình đang nói như này, thực sự nhiều khi cũng rất là nhảm nhí chẳng hạn thế. Và tớ chỉ hy vọng một phần nào đấy rằng là mọi người đừng nhìn tớ, và tớ cũng một phần hy vọng rằng bản thân tớ đừng kỳ vọng rằng là tớ sẽ trở thành một người ở đấy quá là hoàn hảo. Tớ còn thiếu sót rất là nhiều luôn, và thậm chí rằng là tớ thiếu sót nhiều đến mức mà tớ còn không dám đứng lên nhận rằng là tớ đang thiếu sót nữa. Và bởi vì lý do đấy cho nên tớ mới làm cái clip này, tớ muốn chia sẻ cái sự thiếu sót đấy của bản thân tớ đến với các bạn, rằng là tớ cũng đã từng là một đứa nghiện cái việc phải tỏ vẻ ra mình hoàn hảo. Và tớ cũng hy vọng rằng là tất cả những bạn khác có thể nhìn nhận những bạn hướng ngoại là một người bình thường thôi. Không phải lúc nào các bạn ấy cũng rừng rực khí thế, không phải lúc nào các bạn ấy cũng hừng hực nhiệt huyết, hừng hực năng lượng, và lúc nào các bạn ấy cũng truyền cảm hứng cả đâu. Các bạn ấy cũng có những góc rất yếu đuối trong lòng. Thậm chí là các bạn ấy cũng một phần nào đấy còn yếu đuối hơn cả những bạn hướng nội nữa. Bởi vì đôi khi các bạn ấy còn ước rằng làm sao mà mình có thể trở nên tinh tế như các bạn hướng nội, có thể đọc hiểu những cái số liệu, có thể nghiên cứu, có thể tỉ mỉ được như các bạn hướng nội. Bởi vì bản thân tớ không thể khẳng định 100% là tất cả các bạn hướng ngoại đều như tớ nhá, không nhá. Tớ cũng chỉ là một người rất bình thường thôi, nhưng bản thân tớ thấy rằng là có rất nhiều bạn giống tớ. Tức là có thể giống như một phần nào, hầu hết là các bạn ấy đang thể hiện giống như cách tớ đang thể hiện vậy á. Tức là cũng có một phần nào đó bụp chộp, nhanh mồm nhanh miệng quá mức. Thậm chí có thể nói rằng là hơi bị thô bạo trong các cái cách tiếp nhận thông tin, cũng như là cách
mình phản ứng lại với cái thông tin đấy. Nó dùng, mọi người hay bảo là phản ứng thái quá ấy. Và xong rồi mọi người bảo là mày cứ động vào mày một tí là mày đã xù lông nhím lên vậy, kiểu như vậy. Thế thì tớ thấy thực ra là không phải đâu. Nhiều khi không phải là các bạn hướng ngoại, các bạn ấy muốn xù lông nhím lên như vậy đâu, mà chẳng qua là cái cách tiếp nhận thông tin của các bạn ấy chưa đủ tinh tế, chưa đủ mềm mỏng, và cũng chưa đủ gọi là như nào nhỉ, tỉ mỉ như các bạn hướng nội mà thôi. Thế nên là tớ hy vọng rằng là một cách nào đấy sau cái clip này, các bạn hướng ngoại và các bạn hướng nội có thể kết hợp với nhau để trở thành một team hoàn hảo, để có thể hỗ trợ nhau trong những cái lúc mà deadline sát đi. Bởi vì khi mà tớ là một người hướng ngoại ấy, thì có rất nhiều chuyện xảy ra mà sau này tớ nghĩ tớ cảm thấy khá là buồn cười. Tức là khi tớ là một người hướng ngoại, tớ nhanh mồm nhanh miệng thì tất cả những cái việc mà mang tính chất gọi là đại diện cho nhóm ấy, tớ đều là người chịu trách nhiệm. Tức là khi mà phải thuyết trình trước lớp này, hay là khi nói chuyện với giáo viên này, hay là khi đối mặt với sếp các thứ này nọ kia, thì tớ luôn luôn là người đứng lên để có thể thay mặt cho tất cả những bạn khác, những bạn ngại hơn, những bạn giao tiếp không tốt bằng. Và vô hình chung thì tớ bị đặt lên vai một cái áp lực rất lớn, rằng là mày là người hướng ngoại, mày là người như này, thôi mày giỏi nói, mày nói đi, mày giỏi giao tiếp lắm các thứ này nọ kia, mày giỏi giao tiếp các thứ này nọ kia, cho nên là mày thay bọn tao nói đi, bởi vì mày nói thì tốt hơn bọn tao, và có thể rằng là người đối diện sẽ tiếp nhận cái thông tin đấy từ mày tốt hơn là từ bọn tao chẳng hạn. Nhưng mà thực ra thì tớ nghĩ không phải. Tớ nghĩ rằng là các bạn hướng ngoại như tớ chẳng hạn, những cái lúc đấy tớ thấy áp lực cực kỳ nhiều áp lực luôn. Và tớ hy vọng rằng là thôi chúng mày đừng có đẩy tao ra đứng trước đầu ngọn sóng ngọn gió nữa. Tao cũng là một đứa cần che chở mà. Tao cũng là một đứa cần được yêu thương và thấu hiểu. Tao cũng là một đứa có sự tự ti rất lớn ở trong lòng, chứ không phải lúc nào tao cũng tự tin, và không phải lúc nào tao cũng hừng hực nhiệt huyết hừng hực kỳ thế như vậy đâu. Bởi vì thực tế mà nói, tớ là một đứa bắt lại nhịp khá là nhanh. Và khi mọi người thấy tớ bắt lại nhịp nhanh như vậy thì mọi người cảm giác như kiểu là lúc nào tớ cũng có thể gọi là kiểu đương đầu với tất cả mọi khó khăn mà không cần phải gọi là kiểu có một chút vất vả nào ấy. Thì tớ không muốn mọi người nghĩ thế nữa. Tớ không muốn mọi người nhìn những bạn hướng ngoại như vậy nữa. Tớ không muốn mọi người khiến cho các bạn cảm thấy rằng là các bạn hướng ngoại lúc nào cũng có thể trở thành một cây kiếm sắc và lúc nào cũng có thể xông lên mọi mặt trận. Thực ra không phải. Các bạn hướng ngoại các bạn ấy cũng sẽ rất yếu đuối ở một góc nào đấy. Các bạn hướng ngoại các bạn ấy cũng sẽ rất tự ti. Các bạn ấy cũng sẽ rất hy vọng rằng là có một cái sự thông cảm nào đấy từ các bạn hướng nội và từ cả những người lớn xung quanh nữa. Người lớn cũng đừng kỳ vọng rằng là các bạn hướng ngoại thì phải A, phải B, phải C. Lúc nào người lớn cũng hy vọng là sao con nói ít ấy. Con lúc nào ở ngoài xã hội các thứ hoành tráng lắm cơ mà, xong về nhà kiểu cô gì chú bác họ hàng các thứ cũng nói ít, xong rồi kiểu cũng lầm lầm lì lì như ai kiểu thế. Nhưng mà thực ra thì trong lòng các bạn hướng ngoại cũng có một góc rất là yếu đuối, và các bạn thì cũng chỉ hy vọng là có những phút mình cần được để yên. Có những phút đừng vì mình là người hướng ngoại mà phải bắt mình phải giao tiếp với những người mà mình không biết cách làm thế nào để nói chuyện cùng. Và điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay ấy, đấy chính là các bạn hãy giống tớ, ngưng làm các bài trắc nghiệm tính cách MBTI, các bài trắc nghiệm tính cách về việc là mình nên là người như thế nào, sẽ trở thành người như thế nào, các đặc trưng của mình là gì, mình là thiên về hướng ngoại hay hướng nội, rồi vân vân mây. Tức là chúng mình hãy ngừng, hãy cùng nhau ngừng sử dụng những cái bài trắc nghiệm đấy đi. Thì những nhà khoa học họ đã phải làm việc rất 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 là nhiều giờ, cũng như là đã có nghiên cứu một cái số lượng mẫu rất là lớn để có thể cho ra được một cái mẫu số chung, từ đó đưa ra được những cái kết quả trắc nghiệm mà các bạn vẫn đang nhìn thấy. Nhưng suy cho cùng ý, đó là những cái tag, tức là nó là những cái nhãn mác dán lên người mình thôi. Tức là tớ cứ làm đi làm lại những cái trắc nghiệm như thế hoài, mỗi một lần làm là một lần ra kết quả khác nhau, bởi vì mỗi một lần làm là mỗi một lần tớ chọn một đáp án khác nhau mà. Con người mình là như thế, mình đâu có chấp nhận một cái sự thật rằng là mình được gắn mác như thế nào đâu. Có thể các bạn sẽ rất dễ dàng chấp nhận một cái kết quả nó pop up ra ngay lần đầu tiên chẳng hạn, nhưng tớ thì không. Tớ không được tớ chấp nhận ngay một cái kết quả mà nó pop up ra lần đầu tiên cả. Lúc nào tớ cũng nghĩ rằng là thế nếu mà nó là một kết quả khác thì sao, nếu như tớ chọn ở đáp án đấy tớ chọn cái khác thì sao. Bởi vì lúc trước tớ đã từng phân vân rằng là giữa A với B và C và D, thì lúc đầu là tớ định chọn A nhưng cũng tớ lại chọn D. Nếu bây giờ lần sau tớ chọn ngược lại thì sao, kết quả nó có khác không? Và đúng là kết quả khác thật. Tức là chẳng có một cái tag nào, chẳng có một cái nhãn mác nào có thể định hình được 100% con người của mình cả. Thế cho nên rằng là dù các bạn là hướng ngoại hay các bạn hướng nội cũng kệ nó đi. Thật sự hãy kệ nó đi, hãy kệ hết tất cả các loại bài trắc nghiệm đi. Chúng mình đừng làm những bài trắc nghiệm ấy nữa. Đừng làm trắc nghiệm hướng nghiệp, đừng làm trắc nghiệm MBTI, đừng làm trắc nghiệm não trái, não phải, đừng làm trắc nghiệm theo kiểu rằng là bạn là người thiên hướng sáng tạo hơn hay bạn là người có thiên hướng logic hơn. Hãy ngừng làm những cái bài trắc nghiệm ấy đi các bạn ạ. Tớ khuyên chân thành, bởi vì là một đứa đã từng nghiện những bài trắc nghiệm đấy thì tớ thấy rằng là xưa cùng nó thực sự vô ích. Và xưa cùng ấy thì tớ không cần những bài trắc nghiệm đấy hướng dẫn rằng là tớ là người như thế nào. Tớ là tớ thôi. Và khi mà các bạn thực sự
khám phá bản thân mình, bóc trần bản thân chính mình từng chút một, như kiểu lột vỏ chuối, lột từng lớp ra ấy. Đấy, thì mình sẽ thấy rằng là à, bản thân bên trong mình cũng non mềm như ai, cũng ngọt lành ngon ngọt như ai thôi. Và có thể là mình cũng có những lúc thiếu sót, nhưng mà từ những lúc thiếu sót, từ chính những trải nghiệm đấy mới xây dựng chính con người bạn của ngày hôm nay. Và ngày mai thì mình lại có kinh nghiệm của ngày hôm nay nữa để mình tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chứ tớ sẽ không bao giờ làm những cái bài trắc nghiệm tính cách kiểu như vậy nữa để gắn lên cho mình một cái tag rằng là tớ là người có thiên hướng hướng ngoại hơn, hay là một người có thiên hướng nội hơn, cũng như là một người có khả năng sử dụng não trái não phải, bởi vì thậm chí tớ còn chẳng bao giờ có thể thực sự nhìn thấy bộ não của mình cơ mà. Thì làm sao tớ biết rằng là bộ não của mình hoạt động như thế nào? Video clip ngày hôm nay của tớ thì đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là các bạn có thể cảm thấy hào hứng hơn và cũng nhìn nhận những cái sai sót của những người hướng ngoại nhiều hơn, và để có thể thông cảm cho những bạn hướng ngoại nhiều hơn. Và nếu như các bạn cảm thấy thú vị thì đừng quên comment để tớ biết nhé. Và cũng đừng quên like, share, subscribe, bởi vì thời gian tới tớ sẽ xuất hiện đều đặn hơn trên YouTube channel. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Tớ là Mây. Bye bye.